văn hóa du lịch Sam Thàng, xã Sam Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Chào em nha. Chào chào cô nha. Cái lò này là đang chuẩn bị là làm phở vào đây à? Vâng, đúng rồi. Em có làm không? Em không làm. Giờ bà làm. Bà làm à? Thế nào? À, nồi nước này là nồi nước để tráng phở đúng không? Vâng, cái này cháu đã làm thử một lần rồi đấy. Cứ cho vào đi hả? Sợ nó bị thủng thủng không? Được rồi. Ôi giời, để đâu bây giờ đấy? À, bỏng rồi. Một tập như thế này là mấy cái hả cô? Không biết được. Thường là cô hay xếp vào nhau là mấy cái một? Không, chưa biết được. Kiểu cứ xếp vào nhau là xếp thôi. À, không cần đếm hả cô? Không đếm đâu. Ăn luôn hả chú? Ăn luôn, đấy. Thế hả? Chấm đấy. Chấm đấy. Chấm vào đây hả chú? Một tí ra đây nhá. À, mời các bạn này. Chứ đây là gì đấy? Chú tên là Suối. Chú tên là Suối hả? Chỉ mưa nó hay đục tí. Ngon. Hay nhạt không? Hay chua ấy. Hay chua. Tưởng là hay nhạt. Đấy. Đấy. Ngon đấy nhỉ? Các bạn ơi. Mình các bạn nha. Vâng. Đấy. Bánh phở của người Giấy. Giấy đây, bánh phở người Giấy đây. Làm như này rất là ngon mà dẻo. Ngon nhỉ. Cái này chua chua này, còn cái này như nào cô? Nước mắm. Ôi giờ to quá bà ấy. Chưa cái lá lót vào kiểu này. Ông cứ chăm ăn thôi. Ngày xưa đi bán mấy lá rồi mà có túi bóng cái gì đâu. Cái này ăn đi. Chấm đi, mời cả nhà nhé. Mang đi lấy rượu về đây. Để cháu chấm thử cái này xem nào. Ăn đi. Ăn ngán rượu lắm rồi. Ngán cái gì? Đâu? Ngon hơn. Rồi, chúc sức khỏe. Chúc cô buôn bày bán đắt nhá. Sang năm phát tài phân lộc nhá. Cảm ơn cháu nhá. Vâng. Ăn rồi. Bắt tay nào. Mạnh khỏe nhá. Mạnh khỏe nhá. Vâng. Bây giờ cảm ơn cô chú nhá. Cảm ơn gia đình cho chúng cháu mấy thước phim như thế. Vâng, ngày mai nhà mình xem video nhá. 9 giờ sáng ngày mai ạ. Vâng. Chào chào cô chú nhá. Chú tên là gì chú? Tên là Suối mà lọ à, suối. Suối hôm nay không trong mấy.
Chú ơi, hôm nay nó hơi gặp à. Hơi đục. Vâng. Dạ vâng, chào chào cô chú nhá. Hôm nay anh đến hơi muộn, không biết là có bỏ lỡ cái gì không nhỉ? Bỏ lỡ đoạn em đi qua cầu rất là đẹp. Yeah. ngoài đi qua cầu thì còn có cái gì nữa không? Trước lúc anh đến ý, em có tráng bánh và làm thử cái bánh phở ấy. À. Thế vừa đấy anh có ăn rồi, cái thế nào? Ngon mà. Có giống bánh phở anh đã từng ăn ở những nơi khác không? Ở sao nhưng mà ở đây nó mềm, nó dẻo, nó bột bánh nó mỏng á. Nó dẻo là vì là họ trộn giữa bánh sống và bánh chín, xong rồi là họ rehop. Ngon lắm, cực kỳ ngon luôn. Thế có nghĩa là anh chỉ bỏ qua cái đoạn em tráng bánh thôi đúng không? Đúng chứ rồi. Còn chưa có một cái món nào khác ngoài cái món bánh phở thôi. Anh yên tâm là em chưa ăn cái gì mà để cho anh không được ăn đâu. Không thiệt tí nào. Đại đi Phúc Điền là thật ăn món ngon thôi. Với cả là hôm nay là anh đi được trên Mường Tẻ về. Muộn quá. Thế bây giờ là... Em cũng tò mò đấy cái chỗ. Cái nội dung ở trên Mường Tẻ của anh ấy. Ừ, thế còn bây giờ Phúc Điền đưa mình đi đâu nào? Còn đã nói rồi, tò mò thì mình sẽ phải xem video ngày mai. Vâng. Xin mời quý khán giả là hãy tiếp tục theo dõi kênh anh Cao Nguyên Đá để xem anh Cao Nguyên Đá thêm một tay làm gì nhá. Còn vào đây thì chúng ta sẽ đi xem những cái đặc sản các loại bánh của người Giấy ở trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Vừa nãy thì anh có thưởng thức bánh phở rồi, bây giờ sẽ là một loại bánh khác anh ạ. Trong nhà bà cụ này là bà có nhiều đời làm bánh rồi anh ạ. À, vâng. Gọi là bánh truyền thống ấy, gia truyền đấy đúng không? Ơi. Con chào bà nha. Chào bà. Bánh khảo à bà? Bánh này có nhân không bà? Có. Dạ. Cái thuốc này rất là bóng và đen nha anh Long nha. Cái này là kiểu nhiều năm rồi đấy. Thế này hơn mấy chục năm rồi. Ồ thế à? Chắc là gắn bó với cuộc đời làm bánh của bà ấy. Khuôn bánh. Cái này lúc đây còn không có. Chỉ có cái cưa nhỏ kia xẻ xẻ. Vâng, có nghĩa là cái thước này là từ ngày trước làm không có cái cưa, không có cái bào để bào đâu. Mà dùng cái nó nhẵn đi như thế này rồi. Vâng, để đẽo nó đi. Nhưng mà nghề này thì chắc là phải từ... Cái nghề này là từ biết làm là mà mẹ làm là phụ đến rồi. Từ ngày 6-7 tuổi. Năm nay bà bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay được 64. 64 tuổi. Bây giờ là bà có truyền nghề bánh hay lại cho ai không? Có chứ, các con biết hết rồi. À, thế là ba đời rồi. Xong rồi bây giờ mình có gói vào không bà? Gói. À, gói đây, vào đấy bà, ạ. Bà đã chuẩn bị ni lông rồi. Bánh này con thấy nó kiểu nó bột bột ý. Làm như thế nào hả bà? Cái cách làm ấy bà? Cách làm nó phải lấy cho vào cái lá xong ủ hai ba ngày ấy. Ngày 2 đêm ấy. Vâng. Cho nó hồi lại xong nó làm được đây. Vâng. Sàng ra cái riêng, cái hạt to để hạt to ấy. Vâng. Xong mình làm đây. Vâng. Đấy. Cái đường này cũng không được. Không được cái đồ dẻo, đồ dai nó lắm. Vâng. Đấy. Là hai chồng. Hai lớp này. Vâng. Một lớp làm một lớp kia thì 10.000. Cái này là 20.000. Bà đóng gói bao bì đẹp như nhà máy luôn nhỉ. Vâng. Đấy, nhiều người bảo là đi mua ở đâu phải bán đi. Vâng. À, bánh khác thì anh nghĩ có thể được, nhưng cái bánh khảo này là cái bánh nó dễ vỡ. Vâng. Cái bánh bồng thì còn đỡ. Vâng. Cái bánh khảo này nếu mà có để nó dai hơn một tí thì còn đỡ. Vâng. Đây đúng là bánh truyền thống và bánh gia truyền. Bánh gia truyền đấy. làm tay thủ công 100% hết. Vâng. Bà là truyền cho con gái với con dâu đúng không nhỉ? Vâng, con gái con dâu cũng làm. Vâng, mà gia riêng này thì
người dùng ít hơn thì chỉ có mình bà làm. Thì con dâu không làm. Dâu làm bánh kia mấy bánh bánh lá lá gói lá cái cắt cắt ra kia. Đây là phần cho chúng cháu ăn thử mà. Ừ. Ngồi ngắm bà đúng đấy bây giờ. Đó, bây giờ mới mời. Bây giờ bà mới cho ăn thử. Ừ, cảm ơn nhá. Bà ơi con mời bà nhá. Nó tan luôn trong miệng ấy bà. Cái này nó cũng chưa được 100% cái này nó đỡ hơn cái sáu sáu kia. Nhưng mà trong miệng nó tan ra xong rồi dính luôn vào ấy. Nó là một bột nếp mà. Vâng. Cái đường mía đường phên ấy. Thành miếng là nó làm được cái này bình trắng này không làm được đấy. Đường trắng bởi vì nó quá khô ấy. Vâng. Nó không có độ dính này. Vâng. Bà ơi bà tên là gì bà nhỉ? Bùi Thị Liến này. À Bùi Thị Liến. Ừ. Bà là người giấy bà nhỉ? Người giấy mà. Vâng. Anh thấy bà bảo là phải dùng cái đường phên ấy. Mấy cái đường phên mà dùng ấy, lúc thái ra là phải lâu lắm chứ mà nhỉ? Ừ. Phải thái đường cái này. Cái dao nạo. Vâng. Nạo nó mềm mịn mịn đấy. Vâng. Phải lúc là mình nạo đường cái hàng tiếng ấy. Thế ạ? Nó lâu lắm cái này. Vâng. Cứ mới mà ví dụ mỗi ngày làm được 5-6 mẻ cái bánh bồng kia chỉ được 2 mẻ bánh này thôi. À. Nó rất là kỳ công. Vâng. Cứ bà phần sau thứ 6 là phố mà bánh bồng. Thơm quá. Mùi kiểu lên men ấy, thơm thật đấy. Bây giờ em lại dẫn anh sang bên này. Cái chỗ này hơi lắt léo một tí, nhưng mà ở trong làng nên là anh thông cảm nhá. Đường này là nối từ hộ gia đình này sang hộ gia đình bên kia mà không có bờ rào chắc chắn là phải là anh em trong nhà. Đúng rồi ạ. Các bạn thân thiện nhá. Không có cái gì cho em rồi. Em đang mừng này. Sang bên này gia đình bên này sẽ làm một loại bánh khác. Anh à, vâng. Hay thật. Vâng. Đi từ nhà này sang nhà khác. Chào chị nhá. Vâng. Em chào chị. Cún là giúp mẹ đấy. Giỏi nhờ. Con gái hôm nay học lớp mấy rồi? Học lớp 5 rồi à? Gọi quá. Đây là cả bột sống cả bột chín hả chị? Hay là nguyên bột nguyên, sống? Nguyên bột sống vậy. Bột khô khô á chị. Đúng rồi, ngâm xong là tức là mình xay ra. Xay ra cho lại buộc cho nó khô nước ấy. Tức là mình phải cho vào đây để nó phồng lên. Đúng rồi. Có như này là mình đang dùng mỡ để làm chín hả chị? Đúng rồi, cho ít mỡ không đỡ không cho có mỡ nó cháy. À bên này là mỡ hả chị? Đúng rồi, mỡ lợn đấy. À đúng rồi. Cái này là mình sẽ làm ra bánh gì đấy ạ? Đây gọi là bánh làm ra gọi bánh cắt. Bánh cắt. Vâng, làm dài ra thế này dài, thì dài. Vâng. Đúng rồi. Đi chợ bán cắt từng miếng một miếng 2.000 thôi. À. Vâng. Thế một mẻ này là nhiều bột không chị? Một mẻ này ít thôi mà, cái này 1 cân này. 1 cân bột. Vâng, cái này mỗi cái là mỗi cái dài là 1 cân 1 cân. À, đúng rồi. Cùng từ bột nếp nhưng mà vâng, làm đúng rồi. Nhiều loại bánh đúng rồi nhờ. Toàn bột nếp ấy làm vâng. Các loại bánh tên khác nhau. Vâng. Thế cũng kỳ công nhờ, nếu mà đảo không đều thì là nó sẽ cháy đấy nhờ. Đúng rồi, cháy. Chỗ cháy chỗ sống ấy. Đúng rồi, phải cho nó chín đều mới lấy ra. Vâng. Lấy ra cho nguội một lúc xong là mới cho nhân. À thì không có cách nào làm cho nó dễ hơn được hả chị? Để cho nó thành dẻo dẻo như thế này. Từ ngày xưa các bà làm như thế này thôi. À đúng rồi. Bây giờ may hơn là có cái nồi điện để đỡ. Đúng rồi. Đỡ phải canh lửa nhiều. Đúng rồi, canh lửa nó cũng hơi nóng, lúc nóng lắm. À. Bây giờ tiện thì có cái chảo điện này. À. Nó dễ hơn. Nó cũng điện lấy thơm không?
Thơm quá anh ạ. Vâng. Mùi mỡ lợn với cả cái mùi bột bánh nó rất rán chín ấy. Vâng. Nó thơm thật đấy. Nghĩ là thấy thèm rồi. Tí thử ăn thử xem. Mỡ lợn này là mỡ lợn đen thì nó mới thơm được. Đúng rồi, mỡ lợn ngon đấy. Thì kéo giãn nó ra hả chị? Đúng rồi, giãn ra xong rồi. Cho nó dài ra xong. Vâng. Nó mới mỏng, nó dày. Thì không sợ nó đứt, nó rách ra hả chị? Nếu mà nó mỏng quá nó cũng đứt thật đấy. Vâng. Vâng, cho nó bình thường thôi, nó mỏng quá nó cũng đứt. Vâng. Hôm sau nó cứng lắm. Bây giờ nếu mà lẫn vào tẻ bây giờ làm thì nó cũng dẻo, đến hôm sau nó cứng hơn. Nó không được dẻo như thế này. À đúng rồi. Rất là kiên trì mới làm được lên một mẻ bánh như thế này đấy. Chỗ đấy là gói bánh hả chị? Đúng rồi, cái này gọi là bánh cắt. À. Vâng. Cái đấy gọi là bánh cắt. Các bà làm thì lấy keo làm dài như thế, xong là đi chợ bán cắt từng miếng là gọi là cái cắt. Thế tiếng giày bánh dẻo là gì chị? Hau xí. Thế thì đúng mai mình gọi là bánh hau xí. Mình không gọi là mochi nữa. Chị phải đặt tên cho nó để khách đến họ nhớ ấy. Tên nó phải khó. Đến người ta nghĩ đây là tên nước ngoài đấy. Tên nước ngoài. Mai chị đi chợ người ta hỏi bánh gì đây, chị bảo đây là bánh hau xí đúng không? Hau xí gốc. Hau xí gốc. Hau xí vì gốc này. Sợ họ không hiểu ấy. Mình nói như kiểu chữ mochi mình cũng có hiểu đâu, đúng không? Đấy. Hoa bó phón. Đó, cái hoa đấy em cũng chưa nhìn thấy cái cây tươi bao giờ đâu chị ạ. Chị có trồng được không? Không, chị đi mua thôi. Hôm nay còn không có màu tím hay không, người màu tím nữa. Màu này đẹp nhờ. Cái bánh này thì làm như nào chị? Cũng là đun nước xong là ngâm mới xay rồi. Cái hấp xong là chị lấy ra xong là giã để nguội một lúc xong là chia thành cái cho nhân vào. À, hấp sờ kiểu rất là mịn nhá. Hấp phồng lên chín thì lấy ra giã. Kiểu mịn mịn như kiểu má của em bé. Đấy. Thích thật đấy. Cái này thì mới biết là cái người làm bánh ấy, người ta chuẩn bị cái khâu làm bột rất là quan trọng. Rất tỉ mỉ luôn ấy. Vâng. Chọn cái gạo ngon ấy. Đúng rồi, toàn màu tự nhiên. Màu này, màu gốc này rất là đẹp luôn nhá. Còn màu vàng này cũng đẹp này. Đấy đúng không? Đấy, cả màu trắng này nữa cũng đẹp này. Nếu mà lẫn gạo tẻ nhiều không mịn, không mềm đâu em ạ. Vâng. Chọn gạo ngon, gạo đẹp thì mới ra chiếc bánh ngon mịn này. Muốn ăn quá rồi. Ăn thử xem. Là 2.000 một cái đúng không chị? Đúng rồi, cái làm một cái 2.000. Cái rổ này thì làm cái to hơn họ đặt đấy. À cái này họ đặt à chị? Vâng. Thế có thừa cái nào không để em mua? Có rổ này. À trong này à? Vâng. Rổ này 50 cái là họ đặt lấy 100 cái. Thế còn bên trong kia em thấy có lẻ lẻ ở rổ ngoài kia? Cái kia không phải, cái kia là họ yêu cầu cho nhân lạc, ăn thử nhân lạc. À. Cái kia nhân đỗ. À thế thì em sẽ mua xong để em ăn nhá. Vâng. Mua để mở hàng xem. Cho chị luôn nhá. Vâng. Mở hàng. Đúng rồi, nhân lạc. Em xem nào, em thử một tí nào. Cho một tí thôi nhé. Một tí thôi. Ăn đi. Chia nhau. Ngon nhỉ. Lạc này chỉ có cho vừng không mà thơm đấy nhỉ. Cho ít vừng em ạ. À. Ngon nhỉ. Nhân này người ta gọi là linh hồn của cái bánh này. Đúng rồi. Không, nhưng mà đây là đúng bánh gia truyền, nó khác. Bánh gia truyền nhỉ? Tất cả mọi thứ nó đều vừa vặn đấy. Đúng rồi. Đấy các bạn ạ. Bánh của người Giấy ở đây ăn không có tốn tiền đâu. Nhưng mà ăn no thì thôi. Mà cũng không hết quá nhiều tiền. Bánh này rẻ lắm mà đây. Anh bảo là sao bánh trên này rẻ thế? Có 2.000 cái. Thì từ ngày xưa làm các bà làm thế không bánh này có giá. Để được lâu không chị? Cái này á chị không để được lâu mấy, cái này có nhân nó hay sợ nó thiêu ấy. Vâng. Nếu mà đóng đá có được không chị? Đóng đá chắc chỉ lấy ra để rán ăn thôi em ạ. Thế ạ? Vâng, để lâu nó cũng không dẻo ấy. À. Nó có đường nó không được dẻo ấy. Vâng. Thế để em mua nhá. Mỗi loại 2 cái đi. Xong để ăn thử. Đấy. Em Long ăn cái nào nào?
rất là xinh. Hôm nay còn thiếu màu tím không thì được vốn màu. Cho cái này sang đây. Mùa này anh không lên ấy, cái lá tím kia nó ít. Vâng. Anh ăn cái nào? Em mời anh. Chọn những màu đỏ thì nó hấp dẫn quá. Màu gắt. Tiếng giấy gọi là gì là chị nhé, em đã quên rồi. Màu gắt à? Không, bánh ấy, bánh giấy. Hâu xì. Hâu xì. Bánh hâu xì. Thế thì mình, từ mai mình sẽ gọi bánh này là bánh hâu xì nhá. Mình xì gắt. Hâu xì gắt này. Hâu xì vàng này. Đúng rồi, bánh tính giấy là hâu xì. Thế còn bánh giày? Bánh giày là bánh giày là xí hâu xí đẹp. Hâu xí đẹp. Hâu xí đẹp à? Đẹp. Đẹp à? Đúng rồi. Thơm, ngon. Ngon thật đấy. Ăn ở chợ thấy ngon vì hôm nay được đến tận nơi. Đấy, sở thị luôn. Với lại là khi mà mình biết được cái công đoạn làm nó cầu kỳ ấy, thì làm cầu kỳ mình sẽ thấy cảm nhận được cái kiểu cái bánh nó sẽ có thêm nhiều cái vị ngon nữa. Nó không chỉ là cái bánh. Ở đây là những cái nghề làm bánh này được truyền với những cái kinh nghiệm từ chọn gạo và loại bột nên mới làm được cái bánh nó chất lượng như thế, cái vỏ bánh. Vâng. Kiểu nó dền bánh nhá. Nó dai mịn. Cảm giác rất là mịn nhỉ. Cứ làm dài ra xong rồi cắt đi chợ cắt làm bán thì cái này. Đây cái này màu vàng. Ui đẹp quá. Cái này làm thành miếng này một cái 2000. Gọi là miếng 2000. Nhìn cái con rắn ấy nhỉ. Chị còn làm cái bé, cái bà trên kia làm cái to, cái dài lắm, dài hơn cái này nhiều. Vâng. Vâng. À, thế à? Bánh đây. Rất ngon nhá. Mới làm xong nó dẻo ngon lắm. Vẫn còn nóng luôn. Đúng rồi. Nó chảy cái đường ở trong cái nhân đậu ra ấy. Vâng. Đúng rồi, nó tan đường ra ấy. Mình thích rồi đấy. Đây, miếng 2000 đi chợ cắt kiểu này thôi. À, thế chị cắt ít đi thôi, để tối hưởng cắt. Vâng. Thế. Ăn thử xem đi. Vâng. Ăn thử xem khẩu vị như thế nào. Mời anh. Nào, ăn thử nào. Mời chị chủ nhà nhé. Ăn đi. Vâng, bọn em cứ thử. Thơm mùi lá chuối. Thơm mùi lá chuối. Lá chuối thì nó gặp cái nhiệt của cái bánh nóng. Vâng. Dính. Cái này còn dẻo nó ấy. Hơi dính. Mà nó không bị hôi mùi mỡ. Đúng rồi. Công nhận không? Cái này cho ít thôi em ạ. Mỡ không cho ít thôi. Chị ơi, nhà chị còn bánh gì nữa không? Bánh bỏng có không? Có bánh bỏng. Thế á, chị mang em xem với. Vâng. Bánh bỏng hôm qua vừa mới làm. Vừa mới làm hôm qua à? Vâng. Còn bằng này thôi à? Vâng, còn trong thùng còn. À. Vâng. Hơn, tức là chị làm để chuẩn bị đi chợ phiên đây. Vâng, đúng rồi. Người Giấy có nhiều loại bánh nhở? Vâng, người Giấy làm các loại bánh dân tộc Giấy. Tức là các loại bánh này em thấy đều từ bột nếp hết. Đúng rồi, đúng không? Làm từ gạo nếp hết. Gạo nếp mới làm được ra cái gói bánh ngon như thế này. Vâng. Cái không biết là cái câu chuyện gạo nếp có truyền thuyết gì trong cái đời sống của người Giấy không? Từ ngày xưa thì làm cái làm bánh thì chỉ có bánh làm bằng gạo nếp, gạo tẻ không làm được. Vâng. Và nó không dẻo, nó cứng, không dẻo, không ngon. Cái bánh này em mua nhiều nếp. Lần rồi đấy. Hôm nào em nhà chị làm bánh xong cho em xuống em quay nhá. Vâng. Hôm nào chị làm chị gọi. Vâng, ok chị. Vâng. Thế thôi. Vâng. Em mua bánh bằng này về làm quà rồi. Vâng. Còn hẹn chị ở chợ phiên nhá. Vâng. Em đi về đây. Vâng, cảm ơn em nhé. Vâng. Welcome to San Thàng. Đây là lối đi vào cổng chợ đêm San Thàng. Bây giờ là mọi người cũng đang chuẩn bị để túi bán hàng. Sắp đến tối rồi anh. Bây giờ mọi người kiểu vừa nãy là mọi người làm bánh trái các thứ xong hết nhé, mọi người sẽ mang ra đây để chuẩn bị bán ở chợ đêm này.
Đấy. Bánh phở này rồi. Bánh phở các loại bánh mà mình vừa xem đấy. Đấy, còn khu vực này là bán đồ nướng này. Nóng bỏng. Em ơi. À, em là người giấy à? Yeah. Em đang nhóm củi để nấu gì đấy? À, em phải nướng đồ. Tưởng quên mất nhà này nữa thì chắc là hết tình anh em luôn mà Phúc Điền ạ, mọi người ạ. Em tên là Nhai anh. À, đây là một người bạn của mình, người Hà Giang, đang sinh sống và làm việc tại Lai Châu. Hôm nay anh mời em sang nhà bạn anh ăn cơm. À, mượn nhà bạn mình để mời Phúc Điền một bữa cơm. Thì cảm ơn những cái bữa cơm trước mà Phúc Điền đã nấu cho mình ăn những cái đặc sản của Lai Châu. Bạn mình thì làm nội thất ô tô ở thành phố Lai Châu mọi người ạ. Đây là Quyền Lợi. Quyền Lợi. Ừ. Nhà okay. Có hai xưởng rất to lắm, ở bên Sơn La còn một cơ sở nữa. Chào các anh. Định bất ngờ đúng không? Hơi bảo quay phim tí cho mọi người chuẩn bị tâm lý. Ơi chào chú nha, em chào anh nhá. Ba vị trí thôi. Chào chú ạ. Vâng ạ. Chào các bạn nhá. À, đã bày mâm thế hôm nay có mỗi ăn rau thôi à? Ăn rau thôi. À. Bà chủ đâu nhỉ bạn nhỉ? À đấy. À, bà chủ đâu? Bà chủ trong kia. À thế ạ. Bà ra nhận quà. Có quà, có một tí quà. Thế bạn nhận không được à? Không, bạn đấy là chủ, không phải nóc kia. À, kia là nóc nhà, còn đây chỉ là chủ nhà thôi. Em ơi, có tí bánh chị chở sang hàng. À, có bánh phở đấy, chờ chắc là bỏ than cái này hợp. Hôm nay tôi xuống muộn một tí về là chờ xe Lào Cai sang để lấy mật ong để tặng cho bạn, mật ong bạc hà. Chuẩn chứ? Chuẩn luôn. Sáng nay vừa nói, sáng nay vừa nói chuyện. Đấy, thế là lúc đầu giờ chiều hôm qua là đã gửi từ bên Mèo Bạc về đây rồi. À, đó đấy nhỉ. Ừ. Đây kiểu nhất. Ok. Người bạn duy nhất của mình ở Lai Châu là người Hà Giang. Ngồi luôn. Ừ. Anh đang ngồi bên đấy uống rượu nhá, em không uống đâu. Anh có đơn ngồi đi. Chắc là để ăn cơm đâu mọi người ạ. Sau đấy thì sẽ chia sẻ với mọi người sau. Tôi cũng xin phép cả nhà là anh em mình xin phép là vào bữa để dùng cơm với cả nhà. Thì xin phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn quý khán giả đã luôn đồng hành và theo dõi cùng với Phúc Điền. Và trong cái series xuân năm mới lần này thì anh em mình đi cũng khá là dài ngày nên là cảm ơn quý khán giả đã luôn theo dõi những bước chân của anh em mình. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye đi. Bye bye.